chào các bạn đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến Channel, kênh truyền thông chính thức của siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một cái chậu mặt bàn dương vành của thiết bị vệ sinh Toto, một thương hiệu đã rất lâu đời tại Nhật Bản. Và hôm nay thì mời mọi người cùng đập hộp cùng Vân nhé. Mọi người có thể thấy thì ở trên bao bì cũng có in nhãn hiệu Toto rất là rõ ràng. Và ở phía bên này, đây mọi người có thể thấy đây là một cái tem có ghi đầy đủ như là nhãn hiệu, là cái mã số của cái chậu đặt bàn dương vành này là L762. Và ở dưới cũng có chú thích rõ ràng đó là chậu đặt dương vành ở nhãn hiệu, xuất xứ cũng như là kích thước, số lượng và cách hướng dẫn sử dụng như thế nào cũng được in rất là đầy đủ ở đây. Ở phía dưới này mọi người cũng có thể thấy là địa chỉ cũng như là số điện thoại hay là website của Toto cũng được in rất là rõ ràng. Và bây giờ thì Vân sẽ mở bên trong ra cho mọi người cùng xem nha. Đây. Thì một lưu ý khi mà mình vận chuyển cái chậu đặt bàn này thì nên nhẹ tay một xíu thì để tránh bị va đập và các cái vằn này nó sẽ bị nứt. Khi các bạn kiểm tra thì mọi người cũng có thể xem là xem những cái vành này có bị nứt vỡ hay không. Tại vì khi mà mình rờ tay vào nếu mà có đường nứt á, thì sẽ thấy được ngay thôi. Thì mọi người có thể thấy thì ở phía bên trong thùng thì sẽ có một cái, đây là một cái hướng dẫn lắp đặt của cái chậu đặt bàn dương vành L762. Rất là lớn như thế này. Ở trên này là có hướng dẫn cắt bàn đá và lắp đặt. Đây mọi người có thể dựa vào những cái kích thước trên này để mà cắt cái đá cho phù hợp. Ở đây còn có thêm một cái kích thước thì chị mọi người chỉ cần cắt theo cái đường này và bỏ lên mặt đá thì đã có thể là cắt đá được rồi, rất là tiện lợi luôn. Và ở đây là một cái số những cái lưu ý khi mà của Toto dành cho cái sản phẩm chậu đặt bàn dương vành L762. Đây. Họ là cũng có cái hướng dẫn sử dụng luôn. Đây rất là rõ ràng. Và đây là phiếu bảo hành của Toto. Đây mọi người có thể thấy ở phía bên này mọi người có thể đọc được đây là cái mộc của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam. Thông tin cũng như là cái mã số đây, mã sản phẩm ở đây, mã số phiếu cũng được in rất là rõ ràng và đậm. Phiếu bảo hành còn nguyên, không rách nát, không cũ. Mọi người có thể thấy đây là cái chậu đặt bàn L762. Thường thì ở Toto thì mọi người có thể thấy sẽ thấy một cái tem ở trên cái chậu đặt bàn như này. Đây là cái mã của cái chậu này, nó là L762. Thì cái chậu đặt bàn này sẽ mọi người khi mà rờ vào thì họ lại nhìn nghiêng thì cũng sẽ thấy ở phía ngoài có cái vành. Sẽ gồm một cái lỗ này thì để mà đặt ống xả vào. Và đây là một lỗ thoát tràn ở đây. Thì đối với cái chậu đặt bàn này thì chúng ta sẽ đặt cái vòi lavabo ở phía ngoài ở trên đá nha mọi người. Thì như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn một cái vòi lavabo cổ cao thì sẽ phù hợp và đẹp hơn. Và đối với mọi người có thể nhìn cái đứt men của cái chậu đặt bàn này rất là bóng và đẹp. Tại vì được sử dụng cái công nghệ Cefiontech. Đây là một công nghệ tráng men chống bám bẩn, luôn giữ cho đứt men của Toto luôn được sáng bóng và đẹp. Và cũng như là chống cái việc là rong rêu bám khi mà chúng ta sử dụng trong cái phòng tắm và nhiều cái độ ẩm. Mọi người cũng có thể truy cập vào link ở phía dưới để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm. Và mọi người cũng đừng quên like và subscribe cho kênh siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến nha. Và chào tạm biệt mọi người.